Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Mình đang ở dưới thành phố kết thúc, thế giới kết thúc để tìm thành phố kết thúc. Và mình thấy ở phía trước mình đang có một cái chỗ rất là giống chỗ giấu đồ nè. Để mình đi tìm thử. Coi cái cấp rồi. Ê. Khoan, à đây cái cấp đây, hết thầm. Ủa, thường thường nó sẽ có dấu rương ở đây mà ta. Đó, nè, nó có dấu rương nè. Đấy, một cái mũ hả? Chiến này thì không có bản đồ rồi. Ồ, tiếc vậy ta. Không có bản đồ, tìm thành phố kết thúc rồi. Lần trước mình tìm được một cái bản đồ trong đây á. Nhưng mà lần này thì không. Đành phải đi tiếp vậy. Hôm nay mình mới gặp thêm những cái con này nè. Đây là con gì á? The Ripter. Nhìn khá là lạ ha. Và nó cũng rất là hiền nữa, nó không quấn mình. Được á. Rồi, giờ thì chắc tiếp tục lên được thôi. Để coi nào. Ở đây có rất là nhiều The Ripter luôn nè. Đừng nói đây là cướp ở bên thế giới kết thúc nha. Nó đó, quá trời phantom luôn, như những con sugar. Phantom nè, sugar nè. Ôi, nó tấn công. Một con sugar đã đi đây. Cái phantom. Nguy hiểm lắm á, mấy con phantom hay gì chứ, ghê lắm. Bắn hạ nó. Còn con nào ngoài này không? Nó bay, nó định tấn công mình á, nhưng mà nó bị vướng vô mấy cái cây điệp khúc á. Vừa cái bụng mình. Rồi, như vậy thì ở đây là ở bên ngoài á, không có đồ. Ôi, có sugar bảo vệ. Mình phải cẩn thận với những con sugar nha. Rồi. Còn tiếp phantom. Nguy hiểm quá đi, quá trời phantom luôn á. Kìa, ở đây mình nhìn vô mình thấy được những con sugar nè. Đó, mình sẽ bắn nó trước ha. Vô trong đỡ ăn hành. Còn con nào nó đây? Đây một con nữa nè. Hình như phía bên ngoài nó không còn con sugar nữa. Ui, và nó đang tấn công mình cơ. Đây, lối vào đây rồi. Ui, mình bị... Áo. Mình đi vô trong căn cứ rồi. Và trong đây có rất là nhiều sugar luôn. Sugar nè, mở ra. Mình canh nó mở ra, mình bắn nó liền. Mở ra nè. Ngủm đi cưng. Ở trên vẫn còn sugar. Để mình kiểm tra ở dưới trước rồi đó, không có rương nha. Tiếp tục lên tầng trên. Ô, nó có rương sugar ở giữa cái tòa tháp luôn. Sugar nè. Quýnh nó. Sugar. À, nó giấu đồ hả? Mình sẽ lượm trước đi. Rồi một xíu về nhà mình kiểm tra lại sao. Tại vì nó là cái rương sugar á, nên mình có thể lượm thoải mái á. Không có văng đồ ra. Nè, tầng trên cũng có nữa nè. Bình tĩnh. Con nào? Từ từ thì bọn chúng cũng chết thôi. Sugar. Rồi, nó dịch chuyển chỗ khác rồi. Quá trời quá đất luôn á. Đông lắm. Sugar. Nó dịch chuyển nữa cơ. Dịch chuyển hả? Nó quýnh không có đau lắm, nhưng mà nó chỉ khó chịu ở chỗ là mình bị văng lên trời thôi. Mình bị bay lên trời. Ây da. Đau thế. Mới nói không đau. Nó bắn vô mông mình phát nổ đùng luôn. Rồi, đợi 8 giây nữa rồi đáp xuống nè. Để coi trong cái rương sugar này đồ có tốt hơn hay không nha. Kiểm tra. Cũng được. Ồ, như vậy thì hết rương rồi. Sơ qua thì nó chỉ có một vài cái rương sugar như vậy ha. Ồ, gì đây. Gì đây Enderman. Bình tĩnh nào. Oh no. Không dữ quá. Ồ, ra ngoài bây giờ chúng ta. Ồ, chưa chết hả? Chưa chết nè. Bây giờ cùng nhau kiểm tra đồ với mình nào.
cũng được mớ đỏ. Cái gì? Trời ơi, con Suker nó bắn ngay tới đây luôn. U là trời, nó bắn ngay tới đây luôn kìa, ghê thiệt. Rồi kiểm tra. Cũng được một chút kim cương nè. Cung, quá trời cung luôn nè. Sửa chữa chậm hỏng, sức mạnh. Mấy cái này mình ghép lại hết với nhau sẽ được một cái cung rất là tốt đó. Ổn sẽ bước dưới nước, mấy cái đĩa nhạc các thứ á. Đồ sửa chữa quá trời luôn nè. Bên đây thì cũng vậy, bên đây thì có nhiều áo giáp không? Một số cây cung. Ok. Trước mắt là mình bỏ túi trước đi ha. Còn mình sẽ nóc vô một cái đó. Mình coi thuốc. Thuốc. Đây, thuốc của mình đây. Nóc vô một cái. Mau hết quá. Không biết có loại thuốc nào lâu hơn 8 phút không chứ 8 phút mình thấy còn mau quá. Không đủ luôn á. Rồi mình sẽ cắt tạo ra một cái ba lô cho nó gọn ha. Ồ, mà có một điều á là cái rương Suker không cắt vô ba lô được. Wow wow. Cũng căng đét đấy. Không cho cắt vô ba lô thì thôi, mình cắt ở trên đây. Rồi, đi tiếp. Mới đi khám phá mà gặp được một cái chỗ cướp bên thế giới kết thúc là cũng ghê ghê đó. Ồ, thành phố kết thúc luôn nè. Và cạnh thành phố kết thúc nó còn có một cái tòa tháp gì nữa. À, Obsidian Onta. Đây là cái chỗ của con boss hát diệm thạch. Mình sẽ cần kích hoạt nó bằng cách là cho một cái mắt của Ender vào để triệu hồi nó ra. Ừ, được vậy. Triệu hồi luôn. Rồi, khi mình đặt con mắt vào thì những cái văn tự cổ đó bắt đầu xuất hiện rồi kìa. Và nó cũng đã hồi sinh rồi. Mình cần phải ăn táo vàng vô trước. Kìa, nó xuất hiện văn tự cổ kìa. Đó. No. Mình sẽ lấy thuốc kháng lửa ra. Ui, nó tấn công mình. Căng nha. Mình sẽ dùng cúp thử coi. Đó, mình dùng cúp mình mới tấn công được nó. Chứ dùng kiếm. Dùng kiếm là không xi nhê với nó đâu. Ui, nó đâu rồi? Ui, nó nhảy lên. Bot không kiếm. Né ra. Nó toàn tấn công bằng văn tự cổ thôi kìa. Ghê thiệt. Nữa. Ừ, tấn công đi, mình là né liền. Nhảy ra né nè. Au. Rồi. Đi thất bại rồi. Ghê quá đi. Ừ, quýnh ta đi. Khó mà chạy kịp quá. Này nè. Này thì boss nè. Mình khô máu cho nó ở đây luôn. Đặt nó. Ui, nó bật cái lớp khiên rồi kìa. Hình như bây giờ mình phải đập hết những cái cục này thì mới có thể quýnh được nó thì phải. Khó nhằn rồi. Ui. Có nhiều máu quá. Ý là mình uống thuốc kháng lửa để tránh trường hợp bị cháy rồi đó. Hiệu sức năm phát huy công dụng đi. Thành công. Còn vài cái thôi. Ui, sao mình bị đi chậm quá đi. Một cái cuối cùng. Ừ, tấn công đi. Cố lên. Rồi, xong phim. Mình đã có thể trở lại với cái việc tấn công đó rồi. Không kiếp thiệt. Bó thác diệm thạch nè. Mình đứng ở đây mình chơi nó luôn. Không chạy đi đâu hết. Làm liều luôn. Quýnh tiếp. Trầu thì nó lâu cũng chết thôi. Không ổn rồi. Cần phải hồi phục lại. Ồ, căng. Mình đã kéo được phần nửa máu của nó rồi. Tiếp tục tấn công nào. Rồi bây giờ nó lại triệu hồi ra. Nhưng mà lần này là rất là nhiều những cái cục run này luôn nè. Ui, khi mà mình dính đòn tấn công của nó thì mình sẽ bị làm chậm á. Ui, cẩn thận. Trở lại. Tránh né. Một cái cuối cùng. Xong. Người tới số rồi. Này thì bó thác diệm thạch. Cố lên. Đứng ở trong đây luôn. Mình không chạy đâu hết. Nhảy lên đầu nó quýt. Để đầu cưới cổ đó. Này thì bó thác diệm thạch. Quýt nó gần chết rồi. Cố lên. Ui, nó lại bật cái lớp lá trắng lên. Khó chịu thật. Ui da. Đào đấy. Hên né được đòn lửa rồi.
lạng qua đây. Và một cái cuối cùng. Rồi, ngày tàn của ngươi đã tới rồi. Này nhảy hả? Ngươi coi, ngươi lấy. Về đây. Ngày tàn của ngươi đã tới rồi. Chết đi. Chết đi. Còn bó thác dùm thạch khống kiếp. Đè đầu cửa cổ nó. Chết đi. Bó thác dùm thạch nè. Yes. Mình đã thành công tiêu diệt nó rồi. Wow, nhưng mà đánh với nó xong cái bộ giáp kim cương của mình nát rất là nhiều nè. Nó rất là mạnh đó. Ủa, rồi bây giờ đồ đâu? Khoan. À, đồ nó để tít ở trên đỉnh tháp nè. Đây, đây, đây là đồ trong boss ha. Và nó sẽ có một cái gọi là trái tim hắc diệm thạch. Mình sẽ kết hợp nó với đâu rồi ta? Nè, cái void thorn á, từ cái cây hoa để mình làm ra được một cây gậy. Cây gậy động đất ha. Cũng khá là ok. Rồi giữ trước một cái áo kim cương. Mũ kim cương. Rất là nhiều hắc diệm thạch luôn. Và một chút sắt. Ok. Nói chung thì con boss này chị cũng rơi ra một số đồ bình thường thôi, cũng không gọi là quá là xịn lắm. Chủ yếu là cái trái tim hắc diệm thạch này thôi ạ. Rồi mấy thứ lặt vặt thì mình cũng có thể cất vô ba lô cho nó gọn hơn ha. Cất vô. Trái tim hả? Cất vô luôn. Có thêm được một cái rương sugar mang về. Rồi giờ thì mình sẽ thử ghé qua thành phố kết thúc coi. Có trong thành phố kết thúc có đồ không? Ồ, cái phòng này có rương nè. Mình chỉ lấy rương thôi chứ mình không có vô trong đâu. Nó cà khịa dữ lắm. Cái rương nó nằm đâu? Nằm bên này đúng không? Nằm này thì mình lấy cái rương ở bên này thôi. Đấy. Vậy là đỡ phải vô bị ăn hành rồi. Rồi cắt vô ba lô và tiếp tục lên đường thôi. Như vậy thì ở bên thế giới kết thúc á, mình đã tìm được hình như là đủ boss rồi đó. Hết boss rồi. Giờ chỉ còn ở trên thế giới thường thôi. Một con boss nữa. Để một xíu đi về thì mình sẽ cùng nhau đi tìm con boss đó. Còn giờ thì lượn một xíu ở bên kết thúc coi coi còn dạng công trình gì mà mình chưa có gặp hay không ha. Ý, ở đây, biết rồi. Những cái khối phát sáng đó, chứ không phải gì đâu. Nãy giờ thì mình cũng có đi mai thêm một xíu cái quặng Thalassium nè. Ở đây có quặng Ender. Từ từ để mình đáp xuống mình đào nốt cái này cái đó. Đâu ta? Đây. Farm nhiều một xíu ha. Thalassium thì mình đã có tương đối nhiều rồi. Ở nhà còn dư nữa. Hôm nay thì mình sẽ gán thôi. Làm một cái set đồ mới ha. Nếu được thì mình sẽ tăng sức mạnh lên khá là đáng kể đó. Thiệt tình đó, nãy giờ nhìn Mình đã không muốn quýnh nhau rồi. Mà cứ đi cà khịa. Mà cà khịa nè. Ui da đau vậy. Cà khịa nè. Cà khịa không. Đi mai cũng không yên nữa. Mệt mỏi. Bởi vì hiền quá là bị ăn hiếp liền. Mấy anh Enderman bây giờ láo tét quá. Rồi mình đã có bao nhiêu rồi. 39 cái Ender Shard rồi. Cũng tương đối nhiều rồi đó. Đây còn thêm chút nữa nè. Mình nghĩ mình lấy nó thêm chỗ này. Rồi đào thêm một tí cái Thalassium nữa là có thể trở về để bắt đầu cho cái công đoạn chế tạo rồi đó. Rồi trong lúc chờ đợi thì nó đã nấu được khá khá những cái Thalassium rồi nè. Rồi giờ thì đợi cho nó nung nốt mấy cái tèn này ra cho mình đi. Khá là lâu ha. Mình coi cái đó là smelter. Đó, một cái. Làm cái này trước đi, mà mấy cái sau nó mới dễ làm được. Không biết là cái smelter này á, nó có nấu nhanh hơn cái lò nung bình thường hay không nữa. Tại vì công thức làm của nó rất là mắc luôn á. Hy vọng là khi mình làm xong thì nó sẽ nấu nhanh hơn ha. Đây, được gạch end rồi nè. Rồi, giờ thì còn thiếu. Ờ, đủ rồi. Giờ bỏ vô bàn chế tạo thôi. Đó, lò nung xịn. Wow, nhìn là thấy khác bọt liền. Và cái chất đốt của nó là cái gì vậy? Đặt cái đe bằng Thalassium xuống một cái. Rồi, mình sẽ cho Ender Shard vào. Cho cái
cho cái hammer vào ha, để cho nó đập thành những cái ender dust nè. Mình cần khá là nhiều những cái ender dust luôn. Ôi trời trời trời, làm một phát bể luôn rồi. Bể luôn rồi. Độ bền nó không quá cao ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho than vào cái lò nung làm bằng đá en nè, cũng như là thalassium vào ha, cho nó bắt đầu nung ra. A few moments later. Bây giờ mình trước mắt là mình sẽ làm cái set đồ bằng Terminite trước đi ha. Cái set đồ này thì mình cần phải đập thành những cái blade trước nè. Và muốn đập được cái blade thì mình cần phải có cái đe cũng như là cây hammer Terminite trước. Mình sẽ làm cây hammer trước đi. Hammer là cho vô bàn rèn. Cho cái này vô, à quên, cho block nữa. Block Terminite nè. Cần 3 cục. Ủa đúng không ta? À làm 4 cục đi, một xíu mình cũng làm cái đe nữa mà. 4 cục. Cho Terminite vô. Cho cái que vô. Làm được cái hammer trước rồi ha. Rồi sau đó mình hẳn làm cái đe. Cái đe Terminite. Rồi. Xong dục cái đe xuống. Rồi cái đe thì mình sẽ đập Đó, gì nè, gì nó mới chịu đập ra những cái blade ha. Ủa đâu rồi, cái blade của mình đâu rồi? Chụp vô. Ui. Đây blade nè. Mình một set đồ là cần 24 á. Ấy đủ 24 thôi. 25, 24, rồi xong. Được 24 cái blade rồi. Và 24 cái blade thì mình sẽ làm bộ giáp, nón, áo, quần. Ổn. Rồi đó. Xong phim. Trước mắt là được bộ giáp cơ bản rồi ha. Và bộ giáp này thì mình còn có thể nâng nó lên thêm một lần nữa bằng cách ép nó với cái gọi được gọi là Aeternium. Và Aeternium này thì được làm từ Aeternium ingot kết hợp với, ôi cũng làm một cái đe nữa ha. Ồ là trời. Cái đe này hơi mắc á nha. Mình phải nâng cái đe lên nữa. Hình như mình đang nung. Nó nung gần xong rồi. Thôi mình lấy ra luôn đi. Cho nung cái nữa. Mình sẽ cho một cái foil netherite vào và cho một cái Terminite vào ha. Đó, nó bắt đầu chạy rồi nè, để nó tạo thành cái quặng xịn hơn á. Cái quặng đó gọi là chưa coi công thức lại. Cái tên nó khó nhớ quá. Aeternium. Aeternium. Nó đây. Cái nón nó sẽ mạnh hơn cái nón hiện tại của mình mà một giáp á. Nên mình thấy khá là tốt á. Lỡ rồi. Nâng một lần rồi thôi các bạn à. Đây, cho nó nung đây, gần xong rồi. Và tính ra cái lò này nó cũng không nung nhanh hơn cái lò bình thường là bao hết á. Mình thấy nó nung cũng khá là chậm ấy chứ, bằng cái lò nung đá bình thường à. Không có nhanh hơn đâu. Rồi, xong, được một cái. Giờ cho vô bàn rèn để luyện cái đe mình lên coi. Nâng cấp cái đe mình lên. Rồi, cho cái đe vô. Đó, nó thành một cái đe mới ha. Yes. Cho cái hammer này vô. Rồi cho cái này vô. Đó, nó sẽ được cái đầu luôn nè. Có cái đầu liền luôn. Ủa? Đúng không nhỉ? Để mình coi nào. Chính xác. Chỉ có đúng cái này là làm được cái blade thôi. Rồi cho vô cái bàn rèn. Là mình sẽ làm được cái hammer rồi. Và bây giờ đã có thể đập ra được những cái blade rồi đó. Chọn đúng nha, đây, 1, 2. Vậy là mình đã xong cái công đoạn đập ra những cái blade rồi. Giờ thì mình chỉ cần cho vô cái, ủa, vô cái đe cái bàn rèn ta. À, cho vô cái bàn rèn. Lần lượt là cái nón nha. Đây, nón Aeternium, quần Aeternium. Và cuối cùng là cái ổn Aeternium. Xong, và set đồ mới của mình sắp hoàn thành rồi. Hiện tại thì mình sẽ cất cái set đồ cũ mình vô. Cho nó vô trong rương này. Áo Tony Mai thì để trong đó luôn. Đồ lặt vặt cắt vô trong. Dụng cụ cắt ở dưới. Bữa nay làm ba cái đe này tốn cả buổi trời á. Và set đồ mới của mình là set đồ Aeternium ha. Và mình sẽ mặc vô thử coi cái ổn nè. Wow. Và các bạn để ý đi, phía bên phải của mình á, nó còn có một cái lớp giáp gì nữa nè. Đã ghê á. Hình như đó là độ bền của giáp hay sao á. Nón nè. Và một cái quần nữa. Ui giời ơi. Nhìn xích độ báo ngậu luôn. Tại vì cái áo của mình nó tương đối tốt quá nên mình không có đổi giáp đâu. Đổi áo đâu, mình vẫn giữ cái áo cũ của mình ha. Và hiện tại nó chưa được cường hóa cái gì hết, nên mình sẽ cường hóa cho nó những dòng tốt nhất có thể.
như là bảo vệ nè, sửa chữa nè. À, chậm hỏng luôn không ta? Ôi chậm hỏng hơi chua á. Ép như vậy thôi. Mình chỉ ép sửa chữa với bảo vệ thôi ha. Ép vô. Đấy, một cái quần. Giờ mình phải ngồi mình gìn gìn. Mình tách mấy cái dòng cộng hóa trong những cái món đồ mình có được trong những chuyến khám phá. Đó, bây giờ mới có kinh nghiệm để enchant tiếp nè. Khổ chưa? Ui dùi, dòng sửa chữa mắc ha. Chưa đủ gì mình phải tách thêm rồi. À, bỏ vệ, bỏ ra. Sửa chữa, bỏ ra. Rồi. Giờ thì đủ để ép cái nón rồi đó. Đâu rồi ta? Sửa chữa đây. Xong phim. Cuối cùng cũng có thêm cái nón sửa chữa rồi. Và giờ thì còn cái ổn đó thôi. Ổn thì chắc mình phải tách tiếp rồi. Tách tiếp trong cái áo này ra. Kiếm thêm kinh nghiệm. Rồi, giờ dò thử coi. 6.000. 6.000 điểm kinh nghiệm không biết đủ không nữa. Dư. Rồi, như vậy thì mình đã xong cái công đoạn cường hóa cái set đồ của mình lên rồi. Hay da, cuối cùng cũng xong. Một set đồ mới cực kỳ tốt luôn nha. Cái này đi khám phá là hơi bị căng á. Để trước mắt mình sẽ đánh một giấc đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để đi tìm cái con boss còn lại ở trên mặt đất thôi. Và con boss còn lại thì sẽ cần cái Soul Star này để triệu hồi nè. Lâu lắm mày đã mới gặp mấy cái tàu cướp biển này. Tới công chuyện với mình nữa. Bữa nay có giáp mới rồi. Bắn đi. Các cưng thích thì bắn đi. Mình tăng cơ luôn. Đó, cho bắn thoải mái luôn. Có giáp mới xịn chưa? Vô là cứ cho nó bắn thôi. Đấy, thích thì bắn đi. Cho bắn đấy. Thoải mái. Giờ giáp mới không có sợ đâu. Nè. Xương mà cho con cá bạc đè đầu cứ cổ. Hết chuyện. Hai con cá bạc đè đầu cứ cổ con xương à. Sợ thật á. Rồi, tôi diệt nốt mấy con này nè. Còn vài con ở đây nữa. Lúc đầu á thì mình không dám đánh những cái con tàu giống như vậy đâu. Tại vì rất là nhiều xương luôn nên sợ không có phòng ngự nổi. Còn bây giờ thì đó là một câu chuyện khác rồi. Đợi xíu nóc các bạn ơi. Rồi chiến thôi. Bây giờ mình có thể dư thời gian để mình ngồi mình nóc luôn ha. Ủa sao con xương này trâu vậy? Wow, con xương đúng trâu luôn á. Xương 80 máu lận. Mèn đét ơ. Ủa dưới còn zombie baby nữa nè. Ủa xương này xương đại ca nè. Nó 80 máu lận. Căng quá. Cũng mệt đấy, quýnh mấy con mà 80 máu cũng mệt đấy. Không đùa đâu. Mình tưởng là mình trâu rồi, nó còn trâu hơn mình nữa. Chiến thiệt á chứ. Wow. Vì vẫn chưa mạnh nhất đâu. Mình thấy mình quýnh mấy con này vẫn chưa thấm nè. Mệt mỏi nữa, vậy là sắp tới phải tìm cách nâng cấp để mạnh hơn thôi. Chứ giờ chưa được gọi là mạnh nhất đâu. Nó quýnh mình vẫn còn rất là thấm nè. Ờ, trong đây còn căn phòng nữa hay sao á. Ui, lọt chưa? À, cái này là cái nhà kho chứa thức ăn thôi. Ok. Vậy thì đi nốt xuống tầng dưới nè. Khám phá xong đi rồi mình thủ tiêu con thuyền này luôn ha. Con xương này, quýnh giáp lá cà luôn, vô. Solo cùng bolero với nó luôn. Ui, dưới này đông lắm. Đập nốt cái làm spawn đi. Hồi đó, khuyến mãi các ngươi luôn á. Dạ. Quyết mãi các ngươi luôn đó. Ôi, xong phim. Mơ đi mấy cưng. Chuẩn thôi. Quyết mãi cho các ngươi một vụ cháy luôn. À, đầu tàu còn chưa cháy nè. Đầu tàu mình cũng chưa lướt luôn. Mình sẽ quay lại lướt nốt cái đó. Đấy. Lướt xong cái tặng mấy bạn nhỏ này vài ngọn lửa ha. Đấy, Happy New Year nha. Ui nhưng mà cái set đồ của mình thấy vậy chứ chưa trâu lắm đâu. Những con xương mà nó được cường hóa lên á, nó vẫn quýnh mình rất là hấm luôn. Như vậy đó là một cái điểm yếu rồi đó. Vậy sắp tới mình phải tìm cách để tăng sức mạnh lên nữa. Đến khi nào mà một mình á, bị nguyên đàn quái quýnh mà không xi nhê á, đó lúc đó thì mới tới công chuyện được. Và mình vẫn chưa biết là cái tòa tháp trước con boss cuối cùng á, nó nằm ở cái vùng đất nào nữa.
đi từ đầu tới giờ vẫn chưa gặp được tòa tháp của nó luôn á. Khó tìm thiệt sự. Ồ, bữa nay mình gặp lại mấy anh cướp dân làng rồi. Lần trước mình gặp mình còn sợ sợ, lần này để vô thử sức mạnh của bộ giáp mới luôn. Vô. Vô. Vô vô vô. Trả thù liệt, vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô vô, một mình ta chấp hết vô. Come on. Lao nhau, lao nhau, lao nhau. Gà hết đi. Các ngươi gà hết đi. Gà đây. Hơi bị nhiều rồi đấy. Ăn ăn vô, mình phải luôn ăn nha để cho nó hồi phục lại. Vô đây. Một mình ta chấp hết. Coi người mình ghê. Không khác gì con nhím luôn á. Kệ em sao, lâu lâu làm nhím bữa. Lâu lâu làm nhím bữa. Kéo hết ra đây. Kéo hết ra đây. Trả thù liền. Nhịn hoài sao. Kéo hết ra đây. Còn tên nào nữa? Ở nó đâu anh? Giỡn mặt với nhím à. Về tình lọc nhím này. Người như con nhím luôn rồi. Ủa nhưng mà cái set tồn này mạnh thiệt. Mình có thể đương đầu với nguyên một cái hạm đội của cướp dân làng luôn. Mà vẫn còn đầy máu nè. Ui. Được thật sự ấy chứ. Ổn đấy, ổn đấy. Không uổng công mình ngồi ở nhà mình ngâm cứu mình làm ra cái set giáp này. Được thật sự. Mình quét sạch luôn cái bọn này luôn. Ê con. À mấy tên này núp hả? Núp nè. Núp thì cũng chết thôi. Núp thì cũng chết thôi. Núp hả? Xong phim. Quét sạch cướp dân làng trả thù rồi. Lúc đầu gặp cướp dân làng là toán cướp dân làng là mình sợ lắm. Bây giờ là gặp là chiến ha. Không có sợ đó. Và bên đây hình như không phải cướp dân làng đâu, mà là chỗ của những bác dân làng. Wow. Let Grove. Cái thành tựu gì á. Ủa sao mà cách xây dựng của mấy anh cướp dân làng này giống của bọn... Ủa gì? Của mấy anh dân làng này giống của bọn cướp dân làng vậy? Y gan luôn á, khác cái màu thôi. Mấy tên cướp dân làng thì thích màu tím, còn mấy anh này thì thích màu... kiểu như màu xanh á. Gì đây? Illiter Campsite Explored Map. Wow, một cái bản đồ dẫn tới chỗ của mấy tên Illiter. Những tên cướp dân làng á. Ghê ta. Cái bản đồ này tìm đúng người rồi đó. Tới công chuyện luôn. Quay. Ở tính ra cái bản đồ này nó dẫn lại cái chỗ cướp dân làng mình mới tiêu diệt á. Biệp thiệt chứ. Mấy bác biệp đúng không? Biệp hả? Lụm cái chuông luôn cho mấy bác biệp. Dám biệp người ta. Tịch thu cái chuông cho tội biệp. Ở vùng đầm lầy thấy vậy mà không có công trình ha. Nãy giờ mình lượn có một lúc ở vùng đầm lầy rồi đó. Ui, ở đầm lầy mà có tuyết nữa. Ủa cái này cát hả? Ủa cát hả? Rồi luôn rồi. Khám phá quá 180 phút gì đó. Nghĩ sao nhìn cát mà ra tuyết à. Bó tay mình thiệt. Khúc này thì nó lại yên lặng một cách lạ thường luôn á. Không có công trình quá giật gì hết. Với cả là mình đang đi hơi xa nên thật sự nó lót mắt không kịp nữa nè. Có rồi, có công trình rồi. Vô, come on. Vô đây, mấy con xương này có mặt giáp nha. Được đấy. Kìa, con nó trâu chưa cơ. Wow. Ui, mấy con này trâu dữ lắm. Giáp kim cương đồ nhìn dữ tợn lắm nha. Bài lên tiếng trên luôn. À trên này có vẻ đông. Xương mặt giáp nè. Cũng hai mũi tên là đi ha. Tính ra cung mình cũng mạnh lắm. Đấy mình bắn cho bọn chúng luôn. Bắn cho bọn chúng không kịp lên luôn. Đỏ cung không. Đây nhiều quá vậy. Dùm bay mặt giáp kim cương không mà. Đi ra. Tịch thu giáp kim cương luôn. Quá trời quá đất rồi. Dùng kiếm không suy nhê thì dùng cung ha. Tính ra dùng cung nó còn
nhanh tiêu diệt hơn là dùng kiếm á. Đấy, dính cháu liền. Xương, xương nè, còn con nào nữa? Trâu thì cũng ba mũi tên là đi à. Ok, ui đây còn nữa nè. Xương, xương. Rồi xong phim. Quét sạch tầng trên rồi. Lút đồ thôi. Wow 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 wow. Nhiều đồ lắm, nhiều đồ lắm. Sách nè, kim cương nè, sắt vàng, cốp, giáp. Quét sạch kho đồ trên này luôn. Tiếp tục, có cái đờn nữa, mình có đờn rồi mình không lượm thêm đâu. Còn cái rương nào khác không? Ở tầng trên này thì sao? Hồi nãy mình chưa kiểm tra nè. Ờ, trên này thì không có rương á. Ok, vậy là còn ở bên... bên dưới thôi, ở dưới này mình nghe tiếng quái các thứ nè. Trong mấy cái thùng này cũng có thể là dấu đồ á, nên mình tìm kỹ kỹ một xíu. Hết rồi. Ok, giờ thì ăn trái táo đi. Kiếm trái táo mình ăn vô cho nó có chút kháng cự ha. Rồi. Ui dữ đông lắm. Tốt nhất là nên tấn công như vậy đi rồi hạ xuống. Không môi xuống là chạy lên đúng kịp á. Quá trời trâu rồi. Còn con nào nữa? À, à, thích như nào? Đấy. Vậy là quét sạch ngay. Rồi giờ thì vét đồ thôi. Đi về chỗ khác. Ồ tầng này thấy vậy mà không có rương á. Không có nhiều rương. Chỉ có một chút vàng thôi à. Ok. Có còn đỡ không? Đầy kho đồ. Kho đồ mình mau đầy quá. Lướt một công trình thôi mà cả đống đồ luôn. Chắc mình phải cất bớt vô trong ba lô thôi. Đây, cất bớt vô. Đó, xong một ba lô, đầy cái rồi. Giờ còn cái thứ hai á. Khi nào đầy nốt cái này chắc đi về được rồi đó. À, xuống tầng dưới coi. Tầng dưới có vẻ là nó ít quái hơn và cũng như là đồ ít hơn rồi. Không ít quái đâu. Nhiều lắm. Cái làng nấm này quá trời quái luôn. Mẹn đó coi. Đi gà. Mình sơ hở một xíu thôi là bọn này nó lấn áp mình liền. Nguy hiểm lắm. Nữa nè. Còn nó không gió hả? Cho nó lộn dưới luôn. Cho nó lộn dưới luôn. Nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ nè. Dưới đây còn nhiều lắm. Mình giết nốt mấy con này rồi té thôi. Những cái đồ xịn nhất trong đây thì mình đã lượm hết rồi. Không còn gì cho mình đâu. quên. Tiêu chí của mình là đi tới đâu là sẽ quỷ diệt tới đó mà. Đâu thể cho chỗ này nó lành lặn như vậy được. Quên ta. Phải để lại điểm nhấn ấy. Đây, mình sẽ để lại một chút cái điểm nhấn ha. Đấy. Điểm nhấn này hơi bị sáng luôn. Cho mấy cái tên này hay sáng nhất đêm nay luôn ha. Chờ để mình đi xuống tầng dưới mình cho nó sáng thêm xíu nữa. Sáng lên đi. Sáng lên xíu đi. Đốt dưới này nữa. Một xíu quay lại là chỗ này ha. Phần luôn á. Được. Điểm nhấn. Sao mỗi nơi mình đi tới ha. Và đi một hồi mình lại ra biển tiếp rồi. Thôi vô đất liền đi. Không thích ra biển đâu. Ra biển mấy bữa liên tiếp rồi. Ngán biển lắm rồi. Ủa? Ở đây chỗ của ai mà có cái nến nữa nè? Của hiệp sĩ hay chiến binh nào mà hy sinh hay sao vậy? Mình ghé thăm mình coi thử coi. Không biết của hiệp sĩ hay chiến binh nào đây? Trời ơi, táo vàng các thứ nữa. Để dưới nó hư hết. Ăn liền không thôi là nó hư hết. Đấy, mình sẽ giúp người ta mình ăn giùm ha. Để không thôi, để dưới nó hư á. sao có kỳ quá không ta. Mà chắc không sao đâu. Bây giờ ôi có xương nè. Con này thích đỏ cũng không. Con này có rương nữa nè. Vật tổ trường sinh luôn. Quá tốt. Có thêm vật tổ trường sinh rồi. Ở đây chắc cũng có đồ nữa nè. Đấy, mà đồ không xịn lắm. Có làm số bón nữa. Con này lấy cấp quýnh nó luôn. Hổ báo hả? Nè, lại táo vàng nữa nè.
Ôi, dân ba dân làng cưới gà. Láo nháo. Trời ơi, định dẫn gà đi úp sọt mình hay sao vậy? Mấy con dân ba bây giờ nó láo tét lắm rồi. Sợ thiệt chứ. Thôi, chỗ này cũng không còn gì rồi, chắc phải đi tiếp thôi. Ê, nhưng mà phía bên này mình thấy có cái gì lạ lắm nè. Nếu mà mình nhìn kỹ lại thì cái này giống như là một cái pho tượng của dân làng vậy á. Nè, cái mũi nè, hai con mắt nè, cái tai nè. Ghê ta. Nóc dùng miếng cho đỡ sợ coi. Đấy, rồi xong phim, con dơ mai này làm gì? À, để làm gì? Người ta đang ngắm tượng dân làng mà nhìn cái gì? Tóm lại trong ngày hôm nay á, thì mình đã hoàn thành xong được một cái set đồ có thể nói là rất là trâu ở giai đoạn hiện tại ha, để mình có thể đương đầu với rất là nhiều tên cướp dân làng mà không sợ bị ăn hành giống như lúc trước nữa. Và mình mong là mình sẽ sớm có được chỗ boss để mình gắn những cái soul star nè, chứ mang theo không ra cái tầng rồi mà chưa gặp được chỗ của con boss nữa, cay thiệt sự chứ. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.